Hi, xin chào mọi người, lại là mình Cu Khoa đây. Thì hôm nay các bạn thấy lạ lạ không? Thì mình đang bị Covid đó các bạn, cho nên phải đeo khẩu trang nè. Và thực sự là khi mà xem ở trên TV hoặc là qua điện thoại thì sẽ không có lây qua cái đường vậy đâu. Tuy nhiên là mình đeo khẩu trang để mà muốn nhắc với các bạn rằng là nếu như các bạn mà bị nhiễm Covid á thì hãy nên đeo cái khẩu trang này, luôn luôn đeo luôn nha mọi người. Bởi vì mình không biết là mình ho lúc nào, mình hắt xì lúc nào. Mà các bạn biết đó, khi mà mình bị nhiễm Covid á, là mình sẽ bị ho rất là nhiều và kèm theo hắt xì rất là lớn luôn. Và lúc đó thì nếu không đeo khẩu trang á, là cái tốc độ lây lan của cái virus của mình hắt xì hơi ra nó rất là xa. Cho nên mọi người nhớ là đeo khẩu trang và phòng vệ cẩn thận nha. Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ ngày mà mình phát hiện ra mình bị nhiễm Covid đó các bạn. Tình trạng hiện tại là mình cảm thấy, nói chung là ngày thứ nhất á, là mình cảm thấy nó rất là mệt mỏi bởi vì mình bị sốt. Nhưng mà qua ngày thứ hai thì mình cảm thấy nó đỡ đỡ rồi. Nhưng mà hôm nay là ngày thứ ba là các bạn, tự nhiên mình có một cái cảm giác nó là bị lâu lâu nó bị chóng mặt đó các bạn, nó bị choáng á. Và một cái nữa đó là mình bị mất ngủ. Rất là khó ngủ, kinh khủng luôn. Không biết là những bạn nào mà bị Covid á có bị mất ngủ không, chứ mình là mình rất là khó để mà ngủ luôn á mọi người. Ok, thì nếu mà mình ngồi một chỗ hoặc là nằm một chỗ á, cảm thấy nó rất là khó chịu. Cho nên mình phải kiếm một cái việc gì đó mình làm. Mà thật sự những ngày thường á là mình cũng không có ngồi không nữa. Mình cứ kiếm việc này, việc kia để mà làm. Cho nên khi mà mình bị bệnh như thế này nè, ngồi một chỗ rất là khó chịu. Cho nên mình kiếm những cái chỗ mà vắng vẻ một xíu để mà mình quay phim cho các bạn xem luôn ha. Nói chung là cũng không phải là nghi thức nữa, mà là một cái trò chơi. Mà cái trò chơi này hơi ghê một xíu, bởi vì nó liên quan tới những cái bức tranh ma ám á các bạn. Đây, các bạn có thể thấy ha. Ten ten. Đây là cái bức tranh mà mình đã in ra từ cái bản gốc của nó mọi người. Đó, các bạn có thể nhìn rõ hơn ha. Đây, thì cái bức tranh này á, nó có tên là The Hand Resist Him. Thì cái bức tranh này á, nó được vẽ bởi một họa sĩ vào năm 1972, là cách đây khá lâu rồi á mọi người. Và tương truyền rằng á, bất cứ ai mà in ra và treo lên thì đều sẽ bị quậy phá. Thì các bạn để ý kỹ ở trong đây nè, cái bức tranh này các bạn có thấy những cái này không? Đây, đó. Ở đây thì có vẻ nó hơi mờ ha, thì để mình gửi cái bản gốc lên cho các bạn xem luôn. Đó, các bạn có thể thấy đây chính là những cái, nếu mà mình nhìn kỹ á thì mình thấy đây là những cái bàn tay nhỏ nè, là những cái người nào á mà in ra và treo lên thì đều gặp một cái vấn đề, đó chính là ban đêm á, họ ngủ á, thì họ cảm giác như là có những cái bàn tay từ trong hư không á là ló ra và muốn kéo họ đi một cái chỗ nào đó. Ok, thì cái bức tranh này hiện tại á là nó rất là nổi tiếng, các bạn có thể lên trên Google và tìm kiếm cái tên á, đây cái tên của cái bức tranh nè mọi người, các bạn có thể tìm kiếm và đọc sơ sơ về nó. Thì hôm nay mình sẽ thử treo lên và làm một số thứ để xem coi liệu rằng nó có gây cái phiền toái gì cho mình hay không nha các bạn. Rồi thì mình mới vừa đóng cái cọc nè các bạn. Mới vừa đóng cái cọc để mà có thể dựa cái bức tranh vô á. Đó, các bạn có thể thấy ha, dựa vô nè. Đấy. Rồi, thì ngày hôm nay mình có đem theo đó là một cái hình nhân thế mạng để mà khi chơi cái trò chơi này, lỡ như có chuyện gì mà không an toàn á thì cái con hình nhân thế mạng này nó sẽ thế mình nha mọi người. Có thể các bạn để ý rằng nó ghi là chữ nữ không, thì cái hình nhân thế mạng này không phải là nam nha, mà nó là nữ. Thì khi mà đã là hình nhân thế mạng rồi á thì mình để nam hay nữ gì cũng được hết trơn á các bạn. Đây là nhang và một ít rượu. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành làm cái này luôn nha. Đổ rượu vào. Rồi, thì cái con hình nhân thế mạng này nè các bạn, mình sẽ để ngược lại nha. Đây, mình sẽ để ngược, quay ngược lại đây nè.
Ây da, để mình cắm nó xuống cái. Đó. Rồi, đây các bạn có thể nhìn rõ hơn nè. Thấy không? Đấy, thì lát nữa mình sẽ để cái máy ở bên này để mà mình theo dõi cho nó kỹ kỹ một xíu nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành làm phép lên cái nghi thức này nha. Mình sẽ không quay rõ để mà mất công lỡ như có một số bạn nào đó mà tò mò mà làm theo thì khá là nguy hiểm ha. Bây giờ mình sẽ cắm. Mọi người có thể mọi người thắc mắc là tại sao cái nhang này nó lại cắm ở đây mà không phải là cắm ở đây. Thì thực sự là cái bức tranh này á, là nó ở cái nguồn gốc của nó là ở nước ngoài á các bạn. Mà thường thì ở nước ngoài người ta không có sử dụng nhang để mà người ta làm những cái nghi thức. Đó, cho nên mình chỉ làm lấy cái nhang để mà vẽ nghi thức thôi. Rồi sau đó mình sẽ cắm một chỗ khác nha. Rồi, bây giờ mình sẽ ngồi và mình đợi coi như thế nào. Ây da, mấy cái con muỗi cắn quá trời luôn á các bạn. Trong bụi tre này quá trời muỗi luôn. Trong khi chờ đợi thì mình xin thông báo với các bạn một tin vui. Đó là ngay lúc này các bạn hãy vào Shopee và tìm bếp nhà Win và đặt mua từ 2 sản phẩm trở lên thì mình tặng cho các bạn một cái hũ đá năng lượng nho nhỏ rất là dễ thương như thế này. Đó, các bạn có thể thấy trên hình ha. Thì như các bạn đã biết á, trong phong thủy đá là một trong những loại mà rất là nhiều người ưa dùng. Đá này là loại đá năng lượng sẽ giúp cho các bạn giải tỏa bớt căng thẳng và giảm stress, cộng thêm đó là mang lại những cái năng lượng tích cực, năng lượng tốt đến cho mọi người ha, và xua tan những cái tà khí. Cái hũ đá nho nhỏ vậy nhưng mà các bạn đừng có coi thường nha, đá năng lượng nó sẽ làm cho các bạn thoải mái hơn. Ok, thì ngay lúc này các bạn có thể vào trong Shopee bếp nhà Win và đặt mua từ 2 sản phẩm trở lên, mình sẽ tặng cho các bạn ha. Hoặc các bạn có thể vào trong Zalo bếp nhà Win qua số điện thoại 0333701492 để mà đặt hàng ha. Trong cái khoảng thời gian này thì mình sẽ tặng cho các bạn, và hiện tại chỉ có 50 hũ thôi nha các bạn. Các bạn còn chần chờ gì nữa, nhanh tay lên và vào đặt hàng nha, mình sẽ gửi tặng cho các bạn. Cảm ơn mọi người. Rồi, nãy giờ ngồi quảng cáo thì nhang nó cũng đã tàn đi một ít nè các bạn. Tuy nhiên là cái này nó vẫn chưa có động đậy gì hết đó các bạn. Đây mình cho các bạn xem ha. Kỹ lại cái bức tranh này thì có một số bạn á cứ nghĩ rằng đây là một hình ảnh của một cậu bé và một bé gái đúng không? Nhưng mà không phải đâu, cái bức tranh này á thực sự chỉ là cái cậu bé này thôi. Còn cái bé này nè, đó là một cái con búp bê á các bạn. Họa sĩ vẽ, mình lúc đầu mình cũng thoạt nhìn và mình nghĩ đó là hình của cô bé và cậu bé, nhưng mà không phải. Khi mà đọc lại thông tin của bức tranh á, là chỉ có cậu bé thôi. Cái này là cái gọi là giống như là con mannequin đó các bạn. Mình ngồi mình đợi xem một xíu như thế nào nha các bạn. Ở đây thì mũi quá xá luôn. Ui cái gì vậy ta? Cái gì nó mới bay ra hình như khói á các bạn. Không biết phải không nữa.
biết mình có nhìn lộn không ta, hình như khói á các bạn ơi. Ok thì bây giờ mình sẽ thử mình đi ra ngoài đây và mình đặt coi như thế nào nha, tại nãy giờ mình ngồi gần quá, không biết chắc là do ngồi gần quá cho nên nó không có tác dụng hay sao á. Để lát nữa mình, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài coi như thế nào nha các bạn. Đi, để mình sẽ đi ra ngoài kia. À dạ, rồi thì bây giờ mình sẽ ngồi đây. Chắc là mình sẽ đặt cái camera này lên trên cái này nha các bạn, để mà xem coi nó rõ hơn ha. Rồi thì mình sẽ đặt camera ở ngay cái vị trí này cho dễ thấy nha mọi người. Cái con hình nhân là nó đang đối mặt với lại cái bức tranh luôn á các bạn. Thì liệu rằng cái con hình nhân nó có an toàn hay không nha mọi người. Mình cứ bị ho như vậy riết luôn á các bạn. Nè, mình mới bắt được cái con này nè. Các bạn thấy không? Nó đang bò bò rồi. Con này con gì vậy ta? Cái đó mà đổi lại là mình chắc gãy cổ luôn á các bạn. Ui mọi người ơi. Các bạn có thể thấy là cái bàn tay màu đen đúng không? Nó nhô ra khỏi cái bức tranh và nó định bắt cái con hình nhân đó luôn. Các bạn thấy rõ ràng là có nhiều cái bàn tay ở trên cái này nè, màu trắng trắng này nè các bạn. Nhưng mà lúc nãy á, mình còn để ý là cái bàn tay đó nó chỉ có 3 ngón thôi các bạn. Nó chỉ có 3 ngón thôi chứ không phải 5 ngón giống như tay người bình thường đâu mọi người. Và các bạn có thể thấy là cái con đây, các bạn thấy không, nó bị bóp nát luôn rồi nè. Ôi, nó lạnh ngắt luôn á các bạn ơi. Cái này nó sệt sệt giống như là nó bị đông đá vậy á mọi người. Các bạn có biết là gọi là bia tuyết không? Có nghĩa là cái bia nó hơi sệt sệt đó các bạn. Và kem nữa, cái kem nó sệt sệt đó, thì cái này nó cũng giống giống như cái này nè mọi người. Nó vừa lạnh mà nó vừa sạch sạch đó, giống như là lúc nãy có một cái gì đó nó làm cho cái này nó gần đông đá luôn á các bạn. Thấy không? Nó không còn là rượu bình thường như trước nữa. Đây các bạn có thể thấy rõ ràng là cái bức tranh này là nó có một cái gì đó rất là bí ẩn đúng không mọi người? Chắc là mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào lần sau ha. Bây giờ mình sẽ đốt cái bức tranh này đi, bởi vì nếu mà mình càng để lâu quá thì mình không biết nó sẽ như thế nào nha. Nhang nó cũng sắp tàn rồi. Và còn một chút xíu nữa thôi là nó sẽ hết tác dụng bảo vệ mình ha mọi người. Rồi ok, chào tạm biệt tất cả các bạn.
Hẹn gặp lại các bạn ở những video kỳ sau. Thì các bạn nhớ vào trong Shopee Bếp Nhà Win để mà ủng hộ mình nha. Các bạn có thể liên hệ qua số Zalo 0333 701492 để mà đặt mua từ 2 sản phẩm trở lên. Mình sẽ tặng cho các bạn đó là một cái hũ đá năng lượng nha mọi người. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong suốt khoảng thời gian qua. Hẹn gặp lại.